Mỗi nghề có một lời ru, giờ hay tôi cũng chọn ru khúc này. Tôi ru hết cả mê say, mong cho trọn ước mơ đầy của em. Tôi xin gửi lời chào đến các quý vị đại biểu, quý thầy cô đến với hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi hôm nay. Kính thưa ban giám khảo, tôi đã có 5 năm đứng trên bục giảng. Mỗi chuyến đò sang sông có biết bao kỷ niệm vui buồn, và có một kỷ niệm có lẽ sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Năm học 2014-2015, trường tôi tiếp nhận một học sinh bị nhiễm HIV ở nơi khác chuyển về, đó là em Trần Thị Kiều Nhi. Với hoàn cảnh của em, rất nhiều giáo viên ngần ngại không muốn nhận. Bản thân tôi cũng thực sự đắn đo, suy nghĩ và quyết định can đảm nhận em vào lớp. Tôi khá lo lắng và bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị hành trang cho công tác chủ nhiệm sắp tới. Tôi tìm hiểu thông tin trên mạng và nhờ sự tư vấn của các bác sĩ ở trung tâm y tế cộng đồng để có những kiến thức tốt nhất về HIV. Thời gian đầu khá khó khăn với tôi. Tôi gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía phụ huynh. Các em học sinh thì xa lánh Nhi. Hình ảnh cô học trò nhỏ bé với cặp mắt buồn nép sau lưng mẹ cứ hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi phải làm sao đây? Với sự nhiệt huyết của mình, tôi tổ chức một buổi họp phụ huynh để trao đổi về bài toán đưa trẻ HIV đến trường. Đồng thời, tôi tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu về HIV, nguyên nhân và cách phòng tránh. Tôi mời các chuyên gia ở trung tâm HIV về để nói chuyện với các em học sinh. Đồng thời, mời các bậc phụ huynh đến cùng tham gia. Qua đây, những kiến thức về HIV được lan tỏa đến khắp các thế hệ học sinh, phụ huynh và cả cộng đồng. Từ đó, giảm thiểu tối đa tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng. Về phía cô học trò đặc biệt, tôi gần gũi, quan tâm, giúp đỡ em trong học tập và trong cuộc sống. Em trở nên cởi mở với tôi hơn. Em tâm sự với tôi nhiều điều. Có lần em hồn nhiên hỏi tôi: "Cô ơi, con bị bệnh thế này thì sống được bao lâu hả cô?" Tôi lặng người trước câu hỏi của cô bé, cố gắng động viên cô bé. "Nhi à, y học bây giờ phát triển lắm. Con có thể sống như một người bình thường nếu con uống thuốc đều đặn. Hơn nữa, với một con người, thời gian sống không quá quan trọng bằng cách sống con ạ." Các bạn trong lớp dần hòa đồng với Nhi hơn. Một hôm, vào giờ ra chơi, tôi vừa lên văn phòng thì một học sinh hớt hải chạy lên: "Thưa cô, các bạn đuổi nhau, va vào bạn Nhi, bị ngã đau lắm cô ạ." Tôi chạy nhanh xuống lớp, Nhi ngã sõng xoài trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy bàn chân bị thương. Mấy bạn chạy ngay lại tủ thuốc lấy dụng cụ y tế. Tôi và các em nhanh chóng sơ cứu cho Nhi. Thật may vết thương chỉ ngoài da nên không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tôi mỉm cười, các em học sinh của tôi đã thực sự xóa bỏ được rào cản kỳ thị đối với Nhi. Tôi chợt nhớ đến câu hát của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi." Vâng, kính thưa toàn thể hội thi, qua câu chuyện về cô học trò đặc biệt đã giáo dục một thế hệ trẻ biết cách phòng tránh HIV, đồng thời có ý thức giúp đỡ những người HIV hòa nhập với cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng chính bản thân các em và gia đình các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực nhất trong công tác phòng chống HIV, để thế hệ trẻ tương lai của đất nước sống và phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh nhất
tôi xin trân trọng cảm ơn.